Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Lữ Bố nhá. Và anh em có thể thấy bây giờ mà Lữ Bố có khả năng là nhảy xuyên tường, có thể nhảy đi nhảy lại 3 lần anh em, cả 3 lần đều nhảy xuyên tường. Ok, đó là cái sự thay đổi rất là lớn của Lữ Bố ở trong mùa 4 tới. Rồi trong bản test thì hiện tại thì mọi người hay vào chậm lắm, chính vậy mình farm luôn đồng đội này. Rồi. Ok, bây giờ mình xuống thì mình có lợi thế em level 2 rồi. Nếu mà gặp top ngũ không thì bạn thì có lợi thế rất nhiều nhá. Ok, lao thẳng vào chém luôn. Rồi, thanh niên là không dám vô. Đứng đánh nhé, đứng đánh đấy. Ok, rồi. Gần chết, gần chết. Rồi, rồi. Quả đấy mà dừng khi mình kéo chưa một chuẩn thì chắc chết một không rồi, băng trụ luôn. Rồi ok. Thực ra thì cái khả năng là nhảy trên tường sẽ giúp Lữ Bố trong những giao tranh rồng với kinh công tốt hơn rất nhiều nhá. Hoặc những pha nhảy qua tường rất là có lợi, không phải chạy vòng vòng nữa. Cái điều này thì sẽ giúp Lữ Bố cơ động hơn. Rồi ok. Lữ Bố là tướng solo đường rất là mạnh anh em. Dù sang mùa 4 hay bất kỳ mùa nào đều là tướng solo đường rất là mạnh. Và việc đánh Lữ Bố thì rất là dễ dàng thôi. Sau khi dùng anh em tập thói quen là dùng Lữ Bố là sau khi dùng một kỹ năng anh em đánh thường một phát nhá. Cứ dùng bất kỳ một kỹ năng nào đánh thường một phát. Đó là cái thói quen để anh em đánh Lữ Bố tốt. Bởi vì trong mùa 4 ý là cái món là ok. Chưa hồi bộc phá đen thật. Một giây thôi mình hồi bộc phá sớm một giây là chắc chắn chết ngũ không rồi. Đen thật đấy. Ok. Ôi, vừa nó về rồi. Ok, bây giờ mình ra hỗ trợ đồng đội là lỗi rồi. Mình pha bắt hồi không thành công. Ok, nó biết mình rồi. Giết luôn. Rồi, giết luôn. Ok. Rồi. Một pha quá hổ báo. Mình ăn được một mạng thì mình cũng phải đổi mạng thôi. Giết người đền mạng, đó là cái bao thanh thiên bảo rồi, bao đại nhân bảo rồi, giết người đền mạng. Ok, phong cách đánh Lữ Bố của mình đó là hổ báo nhá. Hổ báo nha mọi người, chứ không bao giờ nhát gan đâu, băng trụ về các kiểu. Bởi vì Lữ Bố là một tướng đầu game rất là mạnh. Đầu và giữa game rất là mạnh nha em. Nên mình phải hổ báo để team mới khỏe được. Nếu mà đánh Lữ Bố, anh em đánh Lữ Bố mà nhát gan thì team rất bất lợi nha. Rồi ok. Hổ báo nhưng mà không phải là hổ báo ngáo nhá. Hổ báo theo kiểu là hổ báo cáo trồn ý. Rồi. Ngộ không phải đây. Rồi. Ngộ không chạy ra khỏi hang rồi. Ok, dính chiêu cuối của Max mình vẫn nhìn được này. Chạy đâu bạn ơi. Chạy hộ mình cái. Ok. Vẫn có thể chạy được dễ dàng thôi. Đó. Còn là Ngộ không mà gặp Lữ Bố thì xác định là phải ôm trụ farm. Di chuyển lỗi một phát là mình bắt luôn. Thường thì mình đánh Lữ Bố mình sẽ mắc chiêu 2 trước nhá.
Ok, mắt siêu 2 mình có thể là kết hợp cái đầu tại đánh thường mà sẽ hồi siêu 2 liên tục. À, ngồi không tàng hình làm chi vậy? Thực ra cái khả năng nhảy xuyên tường không sử dụng nhiều lắm đâu anh em ơi. Ok, phải đi hỗ trợ team thôi chứ anh em đang đánh nhau thua rồi. À, ngồi không, ngồi báo ghê. Vô đây. Tại có đồng đội của ngồi không ở ngay cạnh mình không đánh thôi. Đây này, xa khỏi đồng đội. Á, à, tất nhiên hổ báo a. À. Đen thật đi, mình pha đấy mình bộc phá. Tiếc cái bộc phá. Chơi chắc cú quá anh em ạ. Thành ra bỏ lỡ cơ hội giết ngộ không. Căn bản là ngộ không nhảy qua đấy cũng rất là nhanh. Mình không kịp phản ứng. Rồi ok, không sao. Còn nhiều cơ hội giết ngộ không mà. Bán hành cho ngộ không tí bạn còn dài. Không đi đâu ở vội. Đó các bạn thấy, thì mặc dù có khả năng là nhảy trên tường nhưng mình cũng rất ít sử dụng. Rồi ok, đồng đội xuống rồi, bắt luôn. Một con cú bằng một mạng thôi. Rồi ok. À, dùng bất kỳ một cái năng anh em phải đánh thường thì sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Hồi khả năng hồi máu của chiêu cuối sẽ được tăng cường nhá. Lượng sát thương gây ra cũng rất là lớn. Bởi cái phối hợp kiếm ấy đánh rất là thấm. Ok. Và chú ý là món phủ kiếm theo mình nghĩ là mùa 4 sẽ là một hot món đồ hot ấy. Bởi vì nó được rẻ hơn rất nhiều. Nhảy đằng sau, phát tung, ok. Hút bọn mình cái, ok. Rồi. Chạy lên quận vào đâu. Tầm đồ này mình rất là khỏe. Một không à. Hết đường chạy rồi bạn ơi, mình có bù đỏ đấy. Có bù đỏ, ok. Dừng à, vào đây. Ra đây, rồi ok. Ok. Rất là khỏe khi cầm được bố anh em. Rất là khỏe và phong cách rất hổ báo. Đó anh em có thấy là mình vừa nhảy qua tường đấy. cái thay đổi nhưng mà mình rất ít sử dụng. Cái gì vậy, ngồi không chửi mình kìa. Anh Yên Văn Hành lo quá này, chửi tàu cựa chứ không phải chửi mình đâu. Mà tên nick này của mình là tên nick tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc nhá. Cái clip này mình đăng nhập vào Facebook của mình. Ok, cái clip này là mình làm kênh bên Hàn Quốc. Và kênh đấy mình chưa public đâu. Vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển anh em ơi. Ok, xuống vét máng. Vét máng thần trưởng. Rồi, ok. Xanh như bát bún canh rồi. Đi mà làm sao đỡ được. Tầm đồ này mình băng trụ. Gọi là giặc tướng địch để băng trụ luôn. Đi lẻ là băng trụ luôn. Không phải xoắn thì băng trụ luôn. Ok. Băng trụ luôn. Muốn cái gì vậy? Trời ơi. Đùa. Nó rốt chiều cuối mình 5 giây. Đen thật. Mình cứ nghĩ là chạy ra được. Không ngờ là bị trói chân. Quá bất ngờ anh em ơi. À, vẫn chưa quen với các cái kỹ năng của các tướng mới. Nhiều khi quên mất anh em ạ. Rồi. Đây là lối trang bị mùa 4 của mình cho lượng bố nha. Mình đang test lối trang bị này. Đầu tiên là thương long, sau đó có đồ kiếm, rồi kiếm pha ly. Sau đó lên hai món đồ thủ nha. Đồ thủ thì mình ưu tiên lên khiên thất truyền. Khiên thất truyền và món cuối cùng có thể là giáp vai A hoặc là quân trung choi nhé. Hai món đồ đấy.
Và mùa 4 thì chắc chắn phải lên giày kim cương rồi, chứ không có chuyện lên giày Hermes đâu. Rồi chạy hộ lại nhốt mình kìa, đùa thanh niên tử thần gì mà mê mình vậy. Ok, ngộ không này. Rồi chết luôn. Về bạn ơi, không ổn, nó chú bắn nát đít rồi. Rồi cái gì vậy, cấu gì à thôi bạn ơi, mình còn là đỡ đòn này. Hay rất tuyệt vời, bật chiêu cua lên quất luôn. Rồi ok, vào hàn trụ giết tên kia thì team bạn làm sao còn cửa đánh trận này nữa. Ok, nhảy qua tường đấy. Chỉ là màu thôi anh em ơi. Thực ra thì cái chiêu nhảy qua tường nó cũng có khi là nhiều khi có tác dụng đấy, nhưng mà trận này thì mình không phải chạy. Thường chiêu đấy có tác dụng trong việc truy sát hoặc là bị tướng địch truy sát thôi. Ok, quá bất lực cho team bạn rồi. Với tầm đồ này thì mình hộ báo cá sô luôn. Ok, lên chạy hộ mình. Á, thanh niên tốc biến nhiều, quá nhiều tốc biến để con tu len. Đó, các bạn có thể thấy hai pha làm màu của mình nhảy tường như đúng rồi ý. Cảm giác cầm lũng bố nhảy tường nó khác biệt hơn rất nhiều nhá. Rồi tử thần này, ok tử thần lên bạn đến số. Ok rồi, mình đợi có chiêu cuối mình nhảy vào băng trụ tiếp. Rồi ok, băng trụ thần trưởng, đập kéo thần trưởng mình kéo này. Rồi, ok mình sẽ end game trận đấu này thôi. Mình vừa test cái sức mạnh của lượng bố ở trong mùa 4 anh em. Thật sự là vị tướng này ở mùa 4 cơ động hơn rất nhiều và mạnh hơn nha anh em. Bởi vì các món trang bị đồ chân phái cho lượng bố là phương hộp kiếm được giảm giá nhá. Và mình nên xuất hợp kiếm cho lượng bố thì đánh rất là sướng. Rồi ok, video clip mình đến hết rồi. Xin chào các bạn, bye bye. Todo sin sentido, está midiendo más. Este que tu malo se le encontra.
YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,